16. Con trai ngươi chết đuối, và phu quân ngươi thì nằm liệt giường sau khi đột quỵ. Ôi trời, ngài đoán như thần. Đúng vậy ạ. Ta cần làm gì để thay đổi số phận? Ta sẽ viết bùa cho ngươi. Xuống dưới đợi đi. Vâng, cảm ơn ngài. Ngài nên nghỉ đi ạ. Mỗi lần ngài tích tụ năng lượng thì vòng đời sẽ... Ngươi có thể tấn công và kết liễu nhà vua không? Ta có thể làm được. Ta sẽ lấy đầu nhà vua. Với những sát thủ còn sót lại thì chúng ta còn không thể làm trước thành cung được. Cách duy nhất là khiến nhà vua tìm tới ta. Thật nhục nhã. Ta không thể tin được mình lại bị nhốt trong chính căn nhà của mình. Đây cũng là một cái cớ tốt để nghỉ ngơi ạ. Chúng ta sẽ sớm nghe được tin lành thôi ạ. Tin lành sao? Con nói gì vậy? Vua Chư Ga sẽ không để công chúa tự ý hành động theo ý của mình đâu. Ngày ấy sẽ sớm nghĩ ra kế hoạch thôi. Kế hoạch sao? Kế hoạch ư? Lần này lại xảy ra chuyện gì nữa đây? Sao chúng ta lại bị triệu vào sáng sớm thế này? Dạo này ngày nào cũng trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc. Đại nhân He phải kiểm điểm nên không thể tới đây. Ông ta bắt thủ lĩnh của một trong năm tộc kiểm điểm sao? Chuyện này ngày càng tệ rồi đấy. Bệ hạ giá đáo. Sau khi xử lý sự việc gần đây của tộc Sono đã khiến lòng trẫm chịu nặng. Trẫm biết các thủ lĩnh của năm tộc rất trung thành và tận tâm, nên điều đó càng khiến trẫm thấy tồi tệ hơn. Vì vậy trẫm đã nghĩ về quyền hành mà hội đồng năm tộc cần có, với vai trò là nòng cốt của triều đình. Thưa bệ hạ, thần có lời muốn nói. Trước khi chúng thần nghe cao kiến của người về việc triều chính, thần muốn nói điều này. Người muốn nói gì? Là về quốc hôn của công chúa. Quốc hôn sao? Thật sao? Người không cần phải ra biên cương nữa. Đúng vậy ạ. Thần sẽ ở lại thành Pyongyang với tư cách là trưởng đội phòng vệ kinh thành. Tốt quá, thật may mắn. Nhưng mà người thực sự nghĩ đó là điều may mắn ư? Sao đột nhiên ông ta lại thay đổi ý định như vậy? Thần cũng không rõ. Thần không bao giờ biết được ông ấy nghĩ gì. Công chúa, người mở cửa ra đi. Công chúa, hai người đang ở cùng nhau à? Người tới đây có chuyện gì vậy? Thấy hai người ở cạnh nhau sau khi nghe được tin thì ta thấy đây cũng là một cảnh tượng hòa hợp đấy. Người nói chuyện gì vậy ạ? Hai người hợp nhau lắm. Công chúa, người đợi một chút. Sư phụ cô, người đã biết rồi phải không? Thần cũng lần đầu nghe thấy tin này đấy. Người không tin thần sao? Phim được chiếu tiết minh tại tv2.org. Khi người dân vui mừng vì công chúa quay trở về, nếu công chúa thành thân nữa thì quả là một sự kiện đáng mừng. Nhưng chuyện này quá đột ngột rồi. Đây cũng không hẳn là chuyện gì mới mẻ.
hôn nhân của hai gia đình trọng yếu của đất nước, tộc Yeru và vương tộc, là một truyền thống lâu đời. Quả thật lố bịch. Con không có ý định kết hôn. Sao người lại có thể bàn bạc về chuyện này chứ? Người cũng tới tuổi cập kê rồi. Đó không phải chuyện Gochuga có thể quyết định. Lẽ nào người không hài lòng với bạn đời của mình sao? Nếu nói về con trai của thần thì nó có đủ yếu tố để làm lang quân của công chúa. Chuyện này không phải về phẩm chất của tướng quân cơ. Vậy vấn đề là gì ạ? Phụ hoàng, con không muốn. Chậm không thể cho phép được. Khi công chúa sẵn sàng, nó sẽ tự chọn phu quân của mình và thành thân với lời chúc phúc của ta. Kế hoạch của họ là lợi dụng quốc hôn để kiểm soát cả hai chúng ta. Họ muốn lợi dụng con làm con tin. Chậm biết điều đó. Sao ta lại không rõ tên cáo giả đó nghĩ gì chứ? Con đừng lo. Không có sự cho phép của chậm, con sẽ không phải gả vào tộc Yeru đâu. Phụ hoàng, công chúa khiến ông ta nghĩ mình đang nắm giữ quyền lực. Kể cả vậy thì ông ta sẽ dễ dàng đồng ý quốc hôn này chứ? Nếu nói không có tác dụng thì phải dùng tới vũ lực thôi. Ngài cũng ấm ức không ít vì chuyện gần đây rồi. Gochuga, nếu ngài có ý định lập đội quân, ta sẵn sàng hỗ trợ. Sao ngươi lại cười như vậy? Chuyện quốc hôn, tiểu nữ đang cảm thán kế hoạch của ngài. Tiểu nữ đang nghĩ cách của riêng mình để tiếp cận công chúa. Cách của ngươi ư? Chậm muốn tới điện Hoa Dương Trơn. Sao chúng ta lại tới đây? Nếu người vào trong thì sẽ rõ ạ. Gochuga, ngươi điên rồi sao? Ngươi có biết đó là vị trí của ai không? Là của vua Pyeongun. À không, là của Go Yangseong. Sao ngươi dám? Có ai ngoài kia không? Lính đâu? Ta đã sai lính gác lui đi hết rồi. Ngươi chào hỏi đi. 8 năm trước mũi tên đó đã xuyên vào tim nữ nhân của ngươi. Tên nam nhân mù quáng vì ghen tuông đã giết hại chính nữ nhân và bách tính của mình.
Hắn có tư cách ngồi trên này không? Lý do duy nhất ngươi có thể đóng vai vua tới tận bây giờ là do ta đã cho phép. Sao? Sao ngươi dám? Gungunpyo. Tuy nhiên, nếu ngươi không biết thân biết phận và dở trò, thì ta phải kéo ngươi xuống thôi. Kể cả trời có sập, thì trẫm cũng sẽ không đồng ý chuyện quốc hôn. Không bao giờ. Ta đã nói, chuyện đó là do ta quyết định rồi mà. Khi trời sáng, bách tính của Goguryeo sẽ được nghe tin vui. Bởi vì nhà vua sẽ thông báo tin quốc hôn của công chúa. Người sẽ không bao giờ được toại nguyện đâu. Người có biết ý nguyện thực sự của ta là gì không? Là loại bỏ công chúa rắc rối và bệ hạ, đứa con trai yếu đuối của ngươi khỏi vị trí thái tử. Ngươi có muốn ta thực hiện ý nguyện của mình không? Ngươi không được làm vậy. Chúng là những đứa con đáng thương của trẫm. Đó là lý do ta đang cho ngươi cơ hội đấy. Một cơ hội để ngươi và con ngươi được cứu sống. Chắc hẳn là muối nặng lắm. Kỳ cốc cần ít nhất từng này để sống qua một mùa. Để ta giúp ngươi. Không cần đâu, để đấy đi. Nam nhân nên xách những đồ nặng chứ. Này, người gốc tu bọn ta không phân biệt nam nữ đâu. Đây là Goguryeo mà. Cô nên được đối xử như nữ nhân chứ. Thì ta có yêu cầu được đối đãi đặc biệt đâu. Cái gì thế? Phỏ mã ư? Cái gì thế này? Có chuyện gì vậy? Sao cơ? Công chúa cũng nên thành hôn rồi. Công chúa vẫn chưa gả đi sao? Người có biết đây là gì không? Phỏ mã đấy. Thần mới rời khỏi phòng của nhà vua. Công chúa không được phép gặp người đâu ạ. Ta vẫn cần phải đi. Công chúa, thần có thể không phải tể tướng tốt nhất, nhưng thần vẫn là cận thần của nhà vua. Nếu người muốn hạ lệnh gì thì có thể tìm tới thần. Bệ hạ không cho phép ai vào đâu ạ. Tránh ra. Công chúa. Thưa phụ hoàng, con là Pyeonggang đây. Người có nghe thấy không ạ? Chuyện này là sao vậy ạ? Quốc hôn là sao vậy ạ? Con sẽ không bao giờ thành người của tổng Geru đâu. Thưa phụ hoàng, người hãy thu hồi lại mệnh lệnh đi ạ. Thưa phụ hoàng, thưa phụ hoàng, thưa phụ hoàng. Bỏ ta ra. Công chúa, bỏ ta ra. Sao người lại làm vậy ạ? Trời lạnh lắm, mau quay về điện Morion thôi. Lùi lại đi. Công chúa. Có chuyện gì vậy? Người thực sự không biết sao? Không phải con đã tự mình nói rằng muốn chinh phục công chúa và biến nó thành nữ nhân của mình ư? Ta đã cho con cơ hội đó rồi, con phải thấy biết ơn chứ. Đây là cuộc hôn nhân sắp đặt. Sao con có thể biết ơn được? Con từ chối bị điều khiển như thế này. Dù là vì của cải, hay vì quyền lực, hoặc là vì vẻ ngoài đi nữa,
thì mỗi cuộc hôn nhân trên đời đều là để kiểm soát nhau. Kiểm soát công chúa với cuộc hôn nhân này là đủ với ta rồi. Nhưng điều con thực sự muốn là gì? Không có sự cho phép của trẫm, con sẽ không phải gả vào tổng Geru. Công chúa, thái tử đã tới rồi. Tỷ tỷ, người đứng dậy đi. Tỷ tỷ sẽ ngất xỉu mất thôi. Tỷ tỷ. Gugunpyo, chấm sẽ không tha thứ cho ngươi đó. Công chúa dù phản kháng, nhưng cũng không thể phản đối được quốc hôn. Nếu Gochuga trở thành thông gia với nhà vua, thì ông ta sẽ càng trở nên quyền lực hơn. Người đừng lo, ta biết ngày ấy sẽ về phe của hoàng tử Gonmu chứ không phải thái tử đâu. Chắc hẳn tin đồn đang lan truyền khắp cung, không phải là sự thật đúng không? Gochuga và cố hoàng hậu Yeon có mối quan hệ đặc biệt. Phụ thân, thời điểm này đang rất nhạy cảm, người cần chú ý về phẩm hạnh của mình. Ta nghe nói hội đồng năm tộc đang chọn phò mã. Dù ngày kia có bao nhiêu con trai nhà quyền quý, thì cuối cùng họ cũng sẽ chọn tướng quân Go thôi. Ta nghe nói tướng quân Go không muốn trở thành phò mã. Ôi trời, công chúa, các ngươi còn đợi gì nữa? Mau hộ tống công chúa về đi. Công chúa, người tỉnh lại đi công chúa. Công chúa. Kiểm soát công chúa với cuộc hôn nhân này là quá đủ với ta rồi. Nhưng điều con thực sự muốn là gì? Hãy bảo chủ tiệm thuốc Giang Bách về tình trạng của tỷ tỷ và bảo họ đưa thuốc tới đây đi. Vâng, nhưng mà cha con đại nhân Hê đang bị phạt. Khi nhắc tới thảo dược thì cô ta là người giỏi nhất ở Goguryeo mà. Ta cho phép người được phép thay mặt thái tử. Hãy cử người đi đi. Vâng. Tỷ, hãy cố gắng lên. Chúng ta cần ngăn chặn lại quốc hôn. Nhưng khi Gochuga nhắc tới chuyện này, con đã khen đây là nước đi đúng mà. Sao đột nhiên lại thay đổi? Gochuga đã kiểm soát mọi việc triều chính rồi. Nếu giờ công chúa làm con dâu của ông ta và ông ta nắm quyền kiểm soát vương tộc, thì tộc Suno cũng như tộc Quanno sẽ trở thành tay sai của họ. Quyền lực giống như dòng nước vậy, nếu động lại một nơi thì chỗ đó sẽ thối rữa. Chúng ta cần mau chóng nghĩ ra kế hoạch để bảo vệ chúng ta khỏi quyền lực của Gochuga. Cách
im lặng và bí mật. Chủ nhân, có người từ Điện Morion tới tìm người ạ. Điện Morion, ý ngươi là công chúa đang tìm Morion sao? Vâng ạ. Chúng ta cần hạ sốt cho công chúa trước. Ta sẽ theo dõi tình trạng của công chúa và giúp người hồi phục. Hãy mang cho ta nước ấm và một cái bát đến đây. Vâng. Chào mừng quay trở lại. Về rồi à? Ta tưởng mấy đứa đi chợ, sao lại tốn nhiều thời gian thế? Chắc mấy đứa vất vả rồi. Đặt xuống đây đi. Ôi trời, cái gì đây? Là muối này. Đan huynh đâu rồi? Ta không biết. Huynh đi đâu thế? Mỗi cửa đây đi. Có chuyện gì xảy ra ở trong thành à? Không ạ. Bọn ta không có gì để làm nên đã rất chán. Vương nghe tới rồi à? Vâng, cháu tới rồi ạ. Cháu có mang muối tới đấy ạ. Sao người lại tới đây một mình vậy? Đan đâu rồi? Tại vì vẫn còn sót lại chút ra cần bán. Sao người dám nói dối ta? Nó không đi săn được thì lấy đâu ra ra để bán? Đan đâu rồi? Lần này nó lại bày trò gì rồi? Nói hết đi. Ai sẽ trở thành phò mã đây? Chắc hẳn tất cả con trai nhà quyền quý sẽ đăng ký. Nhưng người tốt nhất vẫn là tướng quân Go. Ông đùa đấy à? Hội đồng năm tộc sẽ đánh giá họ. Có nghĩa là Gochuga sẽ tự mình đánh giá con của mình sao? Đúng thế. Vậy thì sẽ không công bằng. Người tỉnh rồi ạ. Sao ngươi lại ở đây? Nữ mẫu gọi ngươi tới à? Bà Công Son đã đi sắc thuốc rồi ạ. Sau khi uống thuốc 1-2 ngày, người sẽ sống khỏe lại thôi ạ. Tiểu nữ mong công chúa sớm khỏe lại. Tiểu nữ xin cáo lui ạ. Muyon. Vâng, thưa công chúa. Tất cả công sức của ngươi sẽ thành công cốc. Dù có làm gì ngươi cũng vẫn là tội nhân. Đó là lý do tiểu nữ hiểu cảm giác của người hơn bất cứ ai. Tiểu nữ bị ép phải phạm tội. Còn người bị ép kết hôn. Chúng ta đều trải qua những điều giống nhau. Ngươi đang nói là ngươi phạm tội vì Gochuga. Quyền lực của ông ta rất lớn. Sao tiểu nữ dám chống lại ông ta đây? Nếu không thắng được ông ta thì người hãy đi thật xa công chúa. Không, ta sẽ không tránh đi đâu cả. Nếu vì chuyện nhỏ như vậy mà ta phải tránh đi thì ta đã không quay về rồi. Chắc chắn Đan sẽ gây rắc rối rồi. Trước khi xảy ra chuyện gì, chúng ta phải làm gì đó trưởng thôn à? Thằng bé không phải người hành xử nóng vội đâu. Vương nghe cũng nói là đã thấy hắn mà. Khuôn mặt của kẻ thù tổng Gieru đấy. Điều đó không đúng sao Vương nghe? Hơn nữa công chúa sắp thành hôn rồi, nên Đan sẽ không nghĩ thông được gì đâu.
Nếu những gì bà nói đúng, chúng ta cũng không thể ngăn được thằng bé đâu. Dù có phải kéo về thì cũng phải đưa nó về đây đi. Bà hãy bình tĩnh lại đi. Hãy tin tưởng Dan và đợi thằng bé quay về. Trời ơi, đó là lý do tại sao ta bảo nó không được lên núi hay vào kinh. Thôi kệ đi, ta đã nhắc nó quá nhiều lần rồi. Nhưng có được gì đâu. Bà nắm lấy cái này đi ạ. Ai đây? Cha của Gajin ạ. Cha của con hồ ly đã quyến rũ Dan của ta à? Bà nói ghê quá nhỉ. Vậy ông ta nói được thứ gì tốt đẹp đây hả? Ông dạy dỗ con gái bất cẩn thế nào mà để nó gây họa khắp nơi? Con gái ta làm sao nào? Con bé thông minh và nhân hậu biết bao nhiêu. Vậy sao đứa con gái quý giá của ông lại quyến rũ con trai của ta? Quyến rũ ư? Này, con trai bà mới là người đắm đuối con gái ta nhé. Lão già này, sao ông dám ăn nói linh tinh về con trai ta? Lão già, nhìn bà già này đi. Vì ông già nên ta gọi thế. Thúc bình tĩnh đi. Chết tiệt. Chết tiệt. Ông nghĩ ông còn trẻ à? Lão già chết tiệt. Chết tiệt. Bà già chết dẫm. Dạy dỗ con gái ông cho tử tế. Hai người họ làm sao vậy? Muội nghe nói Gajin tỷ sắp thành thân đấy. Thành thân? Vậy đó sẽ là quốc hôn đấy. Vậy còn Dan thì sao? Thế mới nói. Nên muội nghĩ chắc hai người họ không thành thông gia được đâu. Ôi trời. Ta có chuyện này muốn nhờ cô. Ta cũng có chuyện muốn nói với người. Đi vào đi. Con đừng lo. Không có sự cho phép của ta, con sẽ không bị gả vào tộc Yeru đâu. Người không bằng lòng với cuộc hôn nhân này ư? Thần nghe nói người đang không được khỏe. Khi nghĩ quá nhiều, con người ta nên di chuyển. Ta đã hết phong hàn rồi. Sao ngươi không dạy ta một chiêu nhỉ? Thần sắp không còn là thầy dạy kiếm của người nữa. Từ giờ thần sẽ là phò mã của công chúa. Ngươi vừa nói gì vậy? Xin hãy thành thân với thần. Dù thế nào đi nữa thì thần sẽ luôn ở cạnh người. Phụ mẫu của chúng ta tuy là nghiệt duyên của nhau, nhưng chúng ta thì khác. Nếu chúng ta kết hợp với nhau, chúng ta có thể thay đổi Goguryeo và khiến nó trở nên tốt đẹp hơn. Ta sẽ vờ như chưa nghe thấy điều ngươi vừa nói. Đây là hôn nhân vì lợi ích. Đúng vậy. Thần biết thù hận người giữ trong lòng với cha thần. Nhưng không có ai hiểu người hơn thần đâu ạ. Đó là vì thần đã dõi theo. Thần sẽ mãi bảo vệ người. Xin hãy chấp nhận lời cầu hôn của thần. Ta xin lỗi. Dù cho không phải cuộc hôn nhân đó vì lợi ích, ta cũng không thể nhận tình cảm của ngươi. Thần sẽ lo phía phụ thân. Thần sẽ ngăn ông ấy hãm hại người. Và bệ hạ, đó không phải vấn đề. Ta đã có ý trung nhân rồi. Trái tim ta từ lâu đã mách bảo người đó là định mệnh của ta. Kron sori ga deulyeo.
thì không thấy người đó ta rất lo lắng. Mỗi khi thấy người đó ta lại thấy rất thương. Người lại dành tình cảm cho tên thấp kém đó sao? Đúng vậy, đó là nam nhân của ta, người đồng hành cùng với ta. Thần sẽ không bao giờ từ bỏ công chúa đâu. Con bằng lòng thành thân với công chúa ư? Con đang nói vậy. Vâng. Xin cha hãy ra tay để quốc hôn diễn ra thật nhanh. Sao đột nhiên con lại đổi ý? Hôm qua con còn một mực khước từ mà. Nếu con đã muốn ai, con sẽ giành lấy bằng được, dù có phải dùng đến vũ lực. Đó là điều con đã ngộ ra. Dù cho công chúa có phản đối đến cùng sao, rồi cuối cùng nàng cũng sẽ là của con thôi.